Xin chào tất cả mọi người á. Đây là mai đại lộc, đây là ngày thứ tư thứ năm bị nó nở nè, nở cực kỳ dai luôn ha. Cái búp nhìn đã gì đâu ha, búp tròn tròn nè. Tròn vo ha. Lúc mà nó mới hú nhú nhú nhìn đã vậy thì đâu đã luôn. Nấu nha. Màu rất là đậm á, đậm luôn á. Đậm ghê không? Đây, hoa đại lộc á, đấy. Có mấy bông mà vàng rực nguyên cái cây nè. Đấy. Nhú lên nè. Thì mỗi hoa nó có mỗi nét á, như không có thằng nào hơn nào cả. Cái hoa năm cánh nó cũng đẹp nữa. Đây là cúc cúc bi đây ha, cúc cúc tiên sinh nè, cái nụ ra nó tròn vo. Cúc tiên sinh cái nụ ra nó tròn như mai đại lộc chứ, nó tròn ửng luôn á, như nụ nó tròn người ta kêu bi á. Sáng ngày tưới ra cây á, bữa nay về dự báo nhiệt độ này lên tới ba mươi mấy độ đó, 33 34 độ nha. Hôm nay trời xanh trong luôn à, nắng dữ lắm, nắng á. Sáng ngày tưới sớm cho cây à. Đấy, đúng ra thì phải tầm khoảng là 10 giờ trưa mới trời nắng, là 10 giờ trưa tới á. Đây là cúc Tân Châu nè, ngồi đây mà nó thơm lừng luôn á. Nhiều khi chúng ta quá bận đi, chúng ta không có chú ý đó nè, cây nó có vị thơm á, cây cỏ thiên nhiên nó có vị thơm á. Này nở ra một chùm luôn nè ha, bữa hổm nó có một cái nụ duy nhất à, để nó nở ra 8 bông á, bấm chặn cái đọt này nè, nở ra tới 8 bông nè, bấm chặn cái đầu nè, một chùm luôn á. Chỉ cần một nụ mà nở ra vậy thì 10 nụ thì nó nở ra là nguyên cây rồi, nhìn đã. Đây cúc Tân Châu nè, giống này cực kỳ là sai hoa, dễ làm nụ lắm. Hồi Tết mà lặt lá đã xong á, để yên á, không có rong lá, không bấm thâu cành á, thì nó ra những cái đọt, bây giờ nó ra bông luôn nè. Đấy, 5 tháng 6 tháng là nó tự ra bông luôn nè ha, nó ra mà nó ra nhiều luôn chứ không phải là ra ít á, ra chùm chùm luôn nè. Đây cái hoa nó nè, cúc Tân Châu đủ sức hay hoa bự 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 không à. Đây nè, một chảng luôn ha, một cái chùm mà ra 6-8 bông mà bông nào cũng bự hết á. Còn cái búp đây nữa nè, 8 bông mà bông nào nó cũng bự ha. Hôm nay nắng nắng mấy cái nụ rồi nè, nắng và nắng quá cái nó cụp xuống, cái sáng ngày cái nó ngóc đầu vậy, nắng quá nó cũng chịu không nổi nha, nó cũng ngóc đầu vậy nè. Đấy, hoa rất là tươi luôn ha, rất thơm luôn á. Cúc Tân Châu nè, đây. Mỗi hoa nó có mỗi nét ha. Nhìn nó đã gì đâu á, nó có cái đốm nó chấm chấm màu nè. Nhìn nó nói chung là một số người lại không thích cái màu nè, cái này là do cánh hoa nó chưa có bung hết á. Nếu mà đủ sức á, đủ sức như bên đây nè, nhìn là nó vàng nhiều hơn. Đây. Thì có này có kia, vàng thì chúng ta có cái phần mà nâu nâu bên trong nè, nhìn cũng đẹp nè. Đây, cánh thì nó không có bẹt quá, nó cũng gom gom lại nè, đấy, gom gom thấy chưa? Mỗi hoa mỗi nét á, chúng ta trồng cho nó vui. Trồng những cây này, cái giống này thì có hoa quanh năm chơi à. Cỡ tháng 6, tháng 7 tới tháng 10 âm lịch đó, là lác đác là có hoa nở, như là tới đó tới tới Tết luôn ha. Tại vì thời gian làm nụ thì nó khoảng là 5 tháng thôi, từ khi mà cây mai nó ra cái đợt non tới khi mà nó nở ra bông thì khoảng 5 tháng thôi. Đấy, thì bây giờ nếu mà chúng ta không bấm đồng lọt á, không có bấm cho ra đồng lọt á, để ra lọt sọt á, thì như là có hoa chơi quanh năm luôn á.
kia là bông gió đó ha. Để tự nhiên là có hoa chơi quanh năm luôn á. Dám chắc với mọi người là, bảo đảm với mọi người là ngày nào ở vườn mình cũng có hoa mai nở hết ha. Đấy, ít nhất á, là phải một vài bông á. Đây qua cho mọi người nha, mọi người cập nhật coi. Thử mình mọi người thử về nào cũng vào cái YouTube của mình á, xem hoa mai nở trực tiếp luôn ha. Chứ không phải là hình ảnh cắt ghép lại đâu. Đấy, trực tiếp thì mình quay, hôm nay là quay trực tiếp luôn á. Ở vườn nhà có người sao thì quay vậy á, chứ không phải là cắt ghép đâu. Chuyện cắt ghép thì nó dễ quá rồi. Chúng ta trồng thì ngày nào cũng có hoa mai nở hết á. Mấy cây nào lá nhiều thì tưới nhiều á, còn lá ít suy suy thì tưới ít ít thôi. Có cầu vồng mỗi lên luôn rồi kìa. Đây bây giờ là tháng 6 âm lịch nè, chúng ta vẫn còn bấm đọt được. À, bấm đọt để cho nó đâm chồi mới, cỡ tháng 7 nó ra cái đọt non đó, đó cái đọt non đó là cái đọt non chúng ta làm nụ á. À, là khoảng thì 5 tháng á, đây minh chứng là rõ ràng nhất là cái giống này. Còn đó với những cái giống mà chúng ta cần chơi kiểu mà ở xứ lạnh á, ở xứ lạnh thì chúng ta làm nụ sớm sớm một chút, phải là tầm tháng 10 tháng 11, lúc đó là tháng 11 dương lịch, tháng âm lịch á, lúc đó là cả tháng 12 12 dương lịch á, lúc đó mùa Noel tới nó lạnh á. Nó lạnh thì cái cây chúng ta không có phát triển được nữa. Đấy, chúng ta làm hơi sớm một tí. Thì thời gian làm nụ là khoảng chừng từ khi mà ra đọt non á, từ khi ra đọt non thế này tới khi mà trổ hoa á, như cây này á, cũng chẳng có làm cản kích phân gì đó, là 5 tháng á. Này, chúng ta tính lùi lại, ta muốn Tết nó ra hoa thì chúng ta tính lùi lại 5 tháng là cho nó ra đọt non á. Như tháng 10, tháng 12 nở thì 5 tháng là tháng như cả tháng mấy, tháng 7 á. À, có tháng 7 âm lịch là chúng ta bắt đầu là cho nó ra đọt non đồng loạt á. Là lúc đó chúng ta sẽ làm nụ là ngay cái đọt non đó. À, còn không thì để lác đác như mình nè, lác đác thì chơi quanh năm luôn. Lác đác quanh năm luôn ha. Chứ coi như là ngày nào cũng là ngày Tết á. Nở đã ha. Giờ ra cho nó ra đọt non đồng loạt. Muốn ra đọt non đồng loạt á, chúng ta bấm thâu cành lại ha, và chúng ta dùng lượng phân có đạm cao, vừa tưới ở dưới gốc và vừa phun trên lá. Đây, nó sẽ kích thích ra hoa đồng loạt á. Ủa nó ra đọt đồng loạt. Lượng phân có đạm cao như 20-10-10 nè, 30-10-10 nè, ha, hoặc là phân bón lá vọt đọt á. Ha, tưới vừa tưới dưới gốc vừa xịt trên lá ha. Liều lượng loãng thôi, 10 ngày chúng ta làm 1 lần. Đấy thì nó sẽ ra đọt đồng loạt luôn. Đây là còn một cây cúc lai nè. Cúc lai là lần trước thì giao lưu với một anh ở miền Bắc á, mà không biết làm sao đó, vì lý do gì mình cũng nhổ ra nhổ vô nè. Như là gì mà anh gọi điện anh hồi lại ha. Đấy. Cây này thì sửa được sửa ha, sửa theo cái dáng bonsai nè. Chứ bonsai thì ở giữa vườn mình thì sửa cho nó tròn tàn thôi ha. Với lại cành nhánh nó gom lại ha, nhánh nó khít bên trong. Cây này lần trước giao lưu với giá là 1 triệu 8 à, cúc lai đây. Cây này thì nói chung là làm nó cực hơn những cây khác ha. Cành nhánh thì nó phải cắt gom lại hết à, chứ không có để lò xò ha. Để hàng chợ Tết thì mình bán bông nhiều, còn này là bán dán á. Bán dán như cái nón lá vậy ha. Hàng chợ Tết thì bán bông thì phải để nhiều nhánh. Tại vì chợ Tết thì nó gốc nó xấu lắm, gốc nó xấu. Còn cái này thì gốc nó cũng tương đối nè, nó cũng có co lắc đầu này nè, uốn éo trong đây. Nên cái giá nó hơi cao một tí. À, tưới nước bên kia nè, thằng mai giống bên kia nè. Đây có mấy cây phú tân được sửa theo cái hình dạng kiển nha. Này chi tàn phân đều, mai mốt mình quay cho mọi người lên xem chơi ha. À, được 7-8 cây vậy á, 7-8 cây vậy ha. Này giao lưu chơi vui á. Cành gì cành ở phía dưới nè. Gốc cũng vành mười mấy á. Quay về bên bữa quay cho mọi người xem chơi. Bữa mình mua mấy cái chậu đẹp đẹp thì mình thay vô.
Rồi, xin chào mọi người nha. Này, cái nguyên lý mà làm bông á, làm bông thì giờ chúng ta cho nó ra đọt đi. Cỡ tháng 7 á, tháng 7 chúng ta sẽ làm cái đọt đó. Mà muốn ra đọt bây giờ là phải lo bóng, lo thúc đi ha. Đây, tháng 7 âm lịch nó vọt mấy cái đọt này nè, là làm bông ngay mấy cái đọt đó. Là cho nó ra đồng loạt luôn, tất cả những lách lá nào nó ra hết. Ra hết thì vừa vừa tưới vừa xịt ở dưới gốc. Vừa xịt ở dưới gốc, vừa xịt lên lá, vừa xịt dưới gốc luôn. Kích ra đọt non đồng loạt ha. Rồi, xin chào mọi người ha.